những diễn biến mới nhất về chiến trường Ukraine trong 24 giờ qua. Nga nóng vội tấn công để giành thành tựu trước ngày đánh dấu một năm chiến tranh Ukraine. Ukraine tuyên bố có vũ khí có thể tiêu diệt những mục tiêu trên lãnh thổ của Nga. Tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ với tên lửa Tomahawk đã tiếp cận Crimea ở khoảng cách tấn công. Quân Cô đội Nga đại bại tháo chạy ở Ukleda. Một số tin tức thế giới đáng chú ý khác Hơn 7.200 người chết vì động đất tại hai nước Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tình trạng khẩn cấp Đài Loan tăng tốc phát triển UAV rút kinh nghiệm từ chiến tranh Ukraine Mỹ công bố hình ảnh trục vớt kinh khí cầu Trung Quốc trên biển Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây thì nghĩ mến chào quý khán thính giả đang xem chương trình tin tức tổng hợp ngày 8 tháng 2 trên kênh HTD News. Mở đầu bản tin của ngày hôm nay là những diễn biến mới nhất về chiến sự Nga Ukraine ngày thứ 350. Nga nóng vội tấn công để giành thành tựu trước ngày đánh dấu một năm chiến tranh Ukraine. Kính thưa quý vị, các lực lượng vũ trang của Ukraine đang chuẩn bị đối phó với một cuộc tấn công tổng lực sắp xảy ra của các lực lượng mới của Nga các quan chức Ukraine đã tuyên bố như vậy khi ông Putin và các chỉ huy của ông tìm cách giành lợi thế trước khi xe tăng phương Tây có thể tiến tới kịp. Bộ trưởng quốc phòng sắp mãn nhiệm của Ukraine Oleksiy Kresnikov hôm 5 tháng 2 cho biết ông dự đoán Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công mới vào các khu vực phía nam và phía đông bị chiếm đóng một phần vào hoặc xung quanh ngày kỷ niệm một năm chiến tranh vào ngày 24 tháng 2. Cuộc tấn công này thậm chí có thể diễn ra trước ngày 15 tháng 2. Một cố vấn của quân đội Ukraine nói với Financial Times. Trong khi đó, các xe tăng do phương Tây cam kết đang trên đường đến Ukraine. Một số đã đến Ba Lan, nhưng sẽ mất vài tuần trước khi chúng sẵn sàng được khai triển ra mặt trận. Kiev tuyên bố hơn 130.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu. Họ thích các biểu tượng Ông Kresnikov, người sắp được thay thế bởi giám đốc tình báo quân đội Kirillov nói. Trong khi đó, quan chức tình báo Ukraine Andrei Shenyat nói với The Kyiv Post rằng Putin đã ra lệnh chiếm giữ tất cả các khu vực Donetsk và Luhansk vào tháng 3. Chúng tôi đã quan sát thấy các lực lượng chiếm đóng đang khai triển lại các nhóm tấn công, đơn vị, vũ khí và thiết bị quân sự bổ sung về phía đông. Hoa Kỳ và Vương quốc Anh trong những tuần gần đây, đã cam kết gửi các tiểu đoàn xe tăng M1 Abrams và Challenger 2 để giúp Kiev đánh trả quân chiếm đóng. Đức cũng sẽ gửi xe tăng Bắc 2 của mình, đồng thời bật đèn xanh cho các quốc gia khác có dự trữ cổ máy chiến tranh do Đức sản xuất làm điều tương tự. Xe tăng Leopard 2 do Canada tặng cũng đã đến Ba Lan. Nhưng những cỗ máy này dự kiến sẽ mất nhiều tuần để đến được Kiev và lực lượng vũ trang của Ukraine sẽ cần phải được đào tạo về cách vận hành và bảo trì chúng trước khi chúng có thể được đưa ra chiến trường. Do đó, các quan chức quốc phòng Ukraine cho rằng quân đội của ông Putin sẽ tiến hành một cuộc tấn công lớn trong tháng này nhằm nỗ lực mở rộng những thành tựu ít ỏi mà họ đã đạt được ở Donetsk trong mùa đông và chiếm được nhiều đất hơn trước khi binh lính của Kiev có thể mang tiếp giáp mới của họ lên tuyến đầu. Ukraine tuyên bố có vũ khí có thể tiêu diệt những mục tiêu trên lãnh thổ của Nga. Ukraine có vũ khí tự sản xuất có thể tiêu diệt những mục tiêu trên lãnh thổ của liên bang Nga. Điều này được ABC Ukraine thông báo dựa theo một cuộc phỏng vấn của thư ký hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine Oleksii Danilov với CNN. Ông nói: Đối với lãnh thổ Nga, không ai cấm chúng tôi tiêu diệt mục tiêu bằng vũ khí do Ukraine sản xuất. Chúng tôi có vũ khí như vậy không? Có, chúng tôi có. Cần lưu ý rằng, các đối tác quốc tế đã cấm Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Oleksiy Kresnikov lưu ý rằng, Ukraine sẽ không tấn công Liên bang Nga bằng tên lửa GLSDB. Đồng thời, ông Danilov trước đó đã tuyên bố rằng, quân đội Ukraine có thể tấn công có mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga và không có ý kiến gì về các cuộc tấn công trả đũa. Ngoài ra, Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Kirill Budanov lưu ý rằng, các cuộc tấn công vào những cơ sở quân sự ở Liên bang Nga sẽ tiếp tục. Chúng cũng sẽ được đưa vào sâu hơn trong đất nước. Tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ với tên lửa Tomahawk đã tiếp cận Crimea ở khoảng cách tấn công. Tàu khu trục USS Nissi của Hải quân Hoa Kỳ được trang bị tên lửa Tomahawk đã tiến sát biển đen. Tàu chiến của Hoa Kỳ xuất hiện gần vùng biển lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2022, khi Liên bang Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện. Sự xuất hiện của USS Nixie gần Biển Đen đã được nguồn USNI News đưa tin. con tàu thuộc nhóm tấn công của hàng không mẫu hạm Shark tiếp cận lối vào eo biển Bosphorus vào đầu tháng 2 và thả neo gần Istanbul. Nó đã tiếp cận Liên bang Nga ở khoảng cách tấn công trong bối cảnh có tin đồn về việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới của quân đội Nga ở Ukraine. Con tàu với tên lửa Tomahawk có thể tiếp cận đến Crimea do Nga chiếm đóng, cũng như các lãnh thổ phía nam của Liên bang Nga. Vùng Krasnodar và tỉnh Krasnodar. Điều quan trọng là cả Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ đều giải thích sự xuất hiện của USS Nisser gần Istanbul là do tăng cường quan hệ đối tác giữa các quốc gia trong NATO. Họ không đề cập đến Nga. USS Nisser của Hoa Kỳ không thể vào Biển Đen vì Thổ Nhĩ Kỳ theo công ước Montreux đã cấm các tàu chiến không. Ankara đã làm điều này vào tháng 2 năm 2022 để giảm leo thang cuộc chiến của Liên bang Nga xâm lược Ukraine. Nhờ quyết định này, Liên bang Nga đã không thể tăng cường hạm đội của mình ở Biển Đen để gây hấn. Lưu ý rằng lần cuối cùng một tàu chiến của Hoa Kỳ ở Biển Đen là vào tháng 12 năm 2021, một vài tháng trước cuộc xâm lược của quân đội Nga ở Ukraine. Quân đội Nga đại bại, tháo chạy ở Uleda. Sau thất bại của lữ đoàn 155 và 40, người Nga không biết phải làm gì. Phương tiện truyền thông chất lượng của các đơn vị Nga gần Ulida đang giảm sút vì thủy quân lục chiến đã chết được thay thế bằng những người được quy động với sự huấn luyện kém. Quân đội Nga tiếp tục những nỗ lực không thành công để tấn công Okleda, nơi nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng vũ trang Ukraine. Hơn nữa, sau những tổn thất nặng nề trong những ngày gần đây, quân chiếm đóng không dám tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn chỉ ném vào trận chiến những đơn vị nhỏ, không gây ra mối đe dọa lớn cho quân đội Ukraine. Điều này được báo cáo bởi một nhà nghiên cứu Ausint và một sĩ quan của lực lượng vũ trang Ukraine, người viết trên web với biệt danh tatagriami UA. Kẻ thù tiếp tục các cuộc tấn công của các nhóm bộ binh nhỏ được hỗ trợ bởi hỏa lực pháo binh và xe tăng từ các vị trí đóng, nhưng vô ích lực lượng vũ trang Nga không dám thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn người Nga đã không ngừng chuyển các lực lượng bổ sung đến vùng Okleda và tập trung các lực lượng đáng kể, được hình thành từ các đơn vị hỗn hợp, từ các lữ đoàn và quân đội khác nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng là đừng vội kết luận dựa trên những điều đó, vì chất lượng dự trữ thấp hơn chất lượng của các đơn vị bị tiêu diệt. Lữ đoàn 155 và 40 của lực lượng vũ trang Nga. Viên chức lưu ý, lực lượng dự bị chủ yếu được bổ sung bởi các đơn vị trước đây bị tổn thất nghiêm trọng và được điều động để bù đắp tổn thất, được biên chế bằng các binh sĩ và sĩ quan được huy động. Nếu không thể đạt được kết quả với các lữ đoàn 155 và 40, chúng tôi không thấy rằng những cái này có thể làm bất cứ điều gì để đạt được điều đó, theo ông. Quân đội Nga tiếp tục tấn công khu vực bằng pháo binh và bộ binh, nhưng vẫn chưa rõ liệu kẻ thù có đang lên kế hoạch phát triển một cuộc tấn công quy mô lớn khác với quân số chất lượng thấp hơn hay sẽ tập trung nhiều quân hơn cho các cuộc tiến công chiến thuật nhỏ. Cũng theo viên chức này, nhiều lần bộ binh Nga tấn công vào trung tâm Oleda, nhưng bất thành, nhiều đơn vị xâm lược phải tháo chạy vì thiệt hại quá lớn. Chuyển qua một số tin tức thế giới đáng chú ý, hơn 7.200 người chết vì động đất tại hai nước, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm thứ Ba ngày 7 tháng 2 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 10 tỉnh bị tàn phá bởi khai trận động đất, làm cho hơn 7.200 người thiệt mạng và để lại dấu vết tàn phá trên một khu vực rộng lớn ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria. Reuters đưa tin cùng ngày một ngày từ khi trận động đất xảy ra lực lượng cứu hộ làm việc trong điều kiện khắc nghiệt phải vật lộn để đào người ra khỏi đống đổ nát của các tòa nhà bị sập quy mô của thảm họa trở nên rõ ràng hơn và số người chết được báo cáo đang tăng lên đáng kể một quan chức liên hợp quốc cho biết họ lo ngại hàng ngàn trẻ em có thể đã bị chết người dân ở một số thành phố bị hư hại của thổ nhĩ kỳ đã bày tỏ sự tức giận và tuyệt vọng trước những gì họ cho là phản ứng chậm chạp và không thỏa đáng của chính quyền đối với trận động đất kinh khủng này. Đây là trận động đất lớn nhất kể từ năm 1999 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Năm đó ước tính 17.000 người đã thiệt mạng. Thậm chí không có lấy một người ở đây, chúng tôi đang ở dưới tuyết, không có nhà cửa, không có bất cứ thứ gì. Murat Alinat, người có nhà ở Malaysia, bị sập và người thân mất tích, nói Tôi phải làm gì? Tôi có thể đi đâu? Rất nhiều hình ảnh của thảm họa này được đăng trên các trang mạng xã hội. Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter vào hôm thứ Hai, ngày 6 tháng 2. Sau đó vài giờ là trận thứ Hai có cường độ gần như tương đương, đã làm đủ hàng ngàn tòa nhà bao gồm bệnh viện, trường học và khu chung cư. Hàng chục ngàn người bị thương hoặc mất nhà cửa tại các thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Syria. Đài Loan tăng tốc phát triển UAV, rút kinh nghiệm từ chiến tranh Ukraine. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ sẽ tăng tốc phát triển máy bay không người lái quân sự trước những lời đe dọa của Trung Quốc và bài học từ chiến tranh tại Ukraine, cho thờ đưa tin vào ngày 7 tháng 2. Trong chiến tranh ở Ukraine, UAV đã đóng một vai trò thiết yếu đối với cả hai nước, Nga và Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Kresnikov từng tuyên bố rằng UAV là tương lai của chiến tranh hiện đại. Đài Loan, nước đang phải đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc, muốn dùng vũ lực để thôn tính, đã nhiều lần nói rằng họ đang theo dõi chặt chẽ chiến tranh Ukraine và rút ra những bài học có thể áp dụng để chống lại một cuộc tấn công của Trung Quốc. Đặc biệt là tình huống chiến trường cần phải phòng thủ khi quân địch vượt trội về sức mạnh. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đài Loan Shirley Fan nói với các phóng viên rằng quốc đảo này đang tăng tốc phát triển và sản xuất UAV đối phó với mối đe dọa kẻ thù hiện tại và sử dụng kinh nghiệm chung về UAV trong chiến tranh Ukraine-Nga để xây dựng sức mạnh chiến đấu phi đối xứng cho UAV của đất nước chúng tôi. Bộ Quốc phòng đang đẩy nhanh nghiên cứu và phát triển, sản xuất nhiều loại UAV khác nhau. Ông Sullivan nói, Ông nói thêm, Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Sung San thuộc sở hữu của quân đội đang đi đầu trong việc thúc đẩy sự phát triển và sẽ bao gồm các công ty dân sự. Jilly Ping, giám đốc phòng nghiên cứu hệ thống hàng không của viện, đã trình bày chi tiết về các UAV đang được phát triển cho quân đội, bao gồm cả mục đích trinh sát. Ông nói, UAV của đất nước chúng tôi đã đạt tiêu chuẩn quốc tế về chống lại, khả năng và công nghệ liên quan. Trong một báo cáo trước Quốc hội năm ngoái, Viện đã đưa ra kế hoạch cho các tên lửa và UAV mà họ đang phát triển, trong khi Bộ Quốc phòng trước đó đã công bố kế hoạch bắt đầu sản xuất máy bay không người lái tấn công không xác định. Đài Loan cũng đã phải đối phó với các UAV của Trung Quốc đã bay lượn trên các hòn đảo do Đài Loan kiểm soát ngoài khơi bờ biển của Trung Quốc. Mỹ công bố hình ảnh trục vớt khinh khí cầu Trung Quốc trên biển. Hải quân Mỹ vào ngày 7 tháng 2 công bố ảnh các lực lượng trục vớt xác của một khinh khí cầu tầm cao mà tiêm kích nước này đã bắn hạ trên vùng biển ngoài khơi của tiểu bang Nam Carolina. Hải quân Mỹ ngày 7 tháng 2 thông báo, các thủy thủ thuộc nhóm xử lý vật liệu nổ ngày 5 tháng 2 đã thu hồi một khinh khí cầu do thám tông cao ngoài khơi thành phố Middle Beach, Nam Carolina. Các hình ảnh được công bố cho thấy các thủy thủ đang vớt một vật thể màu trắng với nhiều dây dài lên thuyền. Tướng Glenn Fenhart, chỉ huy Bộ Tư lệnh Phương Bắc và Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ cho biết, khinh khí cầu cao khoảng 200 feet, tương đương 60,96 mét, có trọng lượng 907 kg, bao gồm cả các thiết bị. Hiện tại, Hải quân Mỹ đang tiếp tục tiến hành tìm kiếm tất cả các bộ phận khác của khinh khí cầu có khả năng đã chìm xuống đáy biển ở độ sâu khoảng 45 feet, 13,7 m và phân tán trong khu vực khoảng 1.500 m vuông. Ông Van Hatch cho biết sẽ điều tàu USNS Panfader, một tàu khảo sát hải dương học, để lập bản đồ đáy Đại Tây Dương, nơi phần lớn các mảnh vỡ văng ra và chìm xuống biển. Máy bay của Cảnh sát biển cũng tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng, mặc dù các lực lượng không đánh giá liệu có chất nổ trên khinh khí cầu hay không, nhưng các nhóm tại hiện trường vẫn tiến hành như khi vật thể có chứa chất nổ. Ngoài ra, ông cho rằng có thể gặp phải các vật thể có khả năng nguy hiểm khác, như mảnh kính hoặc pin của bán điều khiển năng lượng mặt trời. Trước đó, quân đội của Mỹ vào ngày 28 tháng 1 phát hiện một khinh khí cầu bay qua không phận ở Alaska Khinh khí cầu này bay sang khu phận Canada vào ngày 30 tháng 1, rồi quay lại vùng trời của Hoa Kỳ. Giới chức Mỹ không tiết lộ công khai về sự hiện diện của khinh khí cầu cho đến ngày 2 tháng 2. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews btva com Một lần nữa, đội ngũ HTD News – rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp